Xin chào anh em nhé. Hôm nay sẽ triển khai cho anh em một cái thuê bao nó khá là xa. Ở đây nó khoảng độ 600 mét cơ. Và phải sử dụng đôi chân trần này. Nó đi băng qua cái cánh đồng này. Để tí cho xem anh em xem cái chỉ số mét cáp nhé. Đây khá là xa đấy ạ. Ở cái khu này có mỗi một nhà này. Nhà này thì năm ngoái cũng là có nhu cầu lắp đặt rồi nhưng mà chưa triển khai được bởi vì đợt trước là nó hết hạ tầng. Nhưng đợt này là có một nhà người ta hủy rồi ấy. Thế là bắt buộc phải kéo thôi. Cũng không muốn kéo những cái thuê bao xa như này đâu. Ui rồi. Nhưng mà kéo đường này nó cũng khá là nhẹ nhàng vì nó không có cây cối gì. Ở đây thì mình sẽ chọc theo cái đường dây điện rồi thôi. Thuê bao này đấu từ hôm kia nhưng hôm nay mới triển khai được bởi vì tồn nhiều thuê bao nó triển khai gần đấy, cho nên ưu tiên những cái thuê bao gần đi đã. Một khoảng hai xa vãi đái luôn. Đây ở nông thôn thì kéo qua những cái vườn cây như này là chuyện bình thường. Ở đây rất là dễ kéo. Nó xa nhưng mà nó dễ kéo. Ở đây chỉ số cáp xem nào. Đây anh em nhé, 995 99 995 mét. Nước chảy đầy cái mương này. Anh em lưu ý khi triển khai thì anh em đi một bên của cái cột điện này thôi. Ui, nước ở trong này lạnh lắm. Không biết nên kéo hướng nào đây. Kéo xuống bên này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bây giờ còn 7 khoảng nữa anh em. 7 khoảng khoảng cột 04 lên nữa. Đi lên trên này luôn. Tí mình căng luôn sau. Bây giờ gói cước mới là 189.000 một tháng. Và anh và đóng thì được tặng khuyến mại là 6 tặng 3 tháng.
Nói chung nó cũng như nhau, gần gần tương tự như nhau. Mấy hôm nay nó nhiều thuê bao triển khai cho nên mấy cái thuê bao xa này nó kẹo. Rất là mệt. Thôi đi đường này đi. Cái thuê bao này là lúc sáng ngày hôm qua với sáng nay ấy, và thuê thuê người kéo nhưng mà họ thấy xa quá họ không kéo, lại đến tay mình. Lại đến tay của mình. Nói chung thuê bao này nó cũng dễ kéo thôi. Nó xa nhưng mà nó dễ kéo. Quất luôn. Sợ cái gì. Cơ bản là bây giờ nó nặng rồi anh ạ. Kéo dây nó nặng rồi. Bởi vì nó có một cái khúc cua kia. Hôm nay ngày 23 âm lịch rồi anh em ạ. Sắp đến Tết rồi, mấy hôm nữa là Tết rồi. Năm nay thì không đăng ký nhiều. Năm nay tôi nghỉ gần như là hết Tết luôn. Tôi đăng ký chưa có mỗi 3 ngày thôi. Mấy năm trước toàn đăng ký full thời gian. Đây có cáp, nhưng cáp của VNPT. Nếu mà họ lắp ở đây thì họ lắp gần không? Alo. Ơi. Lắp chị ơi. À chào, này óp phí hơi tí ạ. Đang lòng lạc lương cả nay đang đi kéo thuê bao nhiêu quá. Rồi. Nặng rồi nhá. Đạp lên mấy cái này nó chọc đau lắm. Chân bây giờ không quen đi nữa, quen đi dép rồi.
Đoạn này khoai đấy. Lục. Hơi bộ giật quay dây à? Này à? À. Kéo như này rồi. Kéo nhầm mái không bên này nhở? Trái nhá. Em đạch cái cơ lên này cơ. Cho bộ. Vâng. Đặt cái cây này ra cạnh bão. Vừa mới lúc nãy cái dây thuê bao nó bị phi vào nhá, người dân phi vào dây này kéo băng đường nguy hiểm lắm. Cho nên lúc nãy phải đặt một cái cây vào. Mẹ nặng quá.
Còn mỗi đoạn này nó bị vướng một tí cây cối. Rồi, vượt qua bên kia. Tí ném lại. Ôi trời ơi. À. Thôi. Hỏng rồi. Chéo dây. Bị chéo dây qua cái đoạn cây này. Ném không chuẩn. Ném nó răng lên mãi trên kia. Sắp đến rồi anh em, còn mỗi một khoảng này nữa thôi. Một khoảng này sẽ đến tủ cáp. Đoạn này nó hơi căng, nhiều cây. Vướng vào đây. Go, go, go.
xương nhỉ. Này. Đây, tủ cáp đây nhá. Alo. Vâng. Đây anh em nhá, lúc nãy cái máy quay thì nó nóng quá. Cho nên là nó tắt. Cho nên là không đưa anh em đi chốt được cái đoạn dốc bên này. Còn mỗi đoạn này là về đến nhà thôi. Đây, ở đoạn này chỉ cần ngoắc vào đây là được. Kéo được 2 tiếng rồi nhá. Thôi vào là nó xa. À đâu, chưa đến 2 tiếng. Đây, đoạn này thì mình chỉ cần, đoạn này thì nó dễ làm, không phải chốt anh em ạ. Đấy, mình móc vào đây đó. Đấy. Đấy, dây nó sẽ quấn lên cái dây điện này là được. Án đây anh, chuẩn bị án.
À kéo ơi. À cái này nó bị lật à? À à. Đó là đúa đang đi thế nào hả? Đúa, đúa. À. Anh đạch nó nào, đạch khả năng đi nó chơi này. Bao phê đỡ bông lung tác nữa. Thôi mà nhặt lên nhặt đỉn bắt ăn ạ. À bóng điện không? Mới phải có ổ điện. Đi vâng xả ra có mây người đó hả mây này à, có mấy đồi khác là đấy đi kéo khác khác ấy nó phải bó lên đi là nó kéo xa nó có nối này như đánh như chỗ nổ này mấy con đến phải kéo địch ố như kêu ố điện này năm ba tám
Có trả cái gì chưa? Có những anh ca. Ca ông Thảo á. Ủa hả đấy, cái nhiêu trả cái gì? Chứ có phải ngoài chả? Vâng, chị én hả bạn? Vâng. Dỗ ông dết đẹp không ạ? Dỗ à? Ông dết à? Tổng dây là 515 mét anh em ạ. Đầu kia là 485. Cái đầu 538 là gần đến nhà. Ở ngoài cột. À. Bây giờ đi ra ngoài hộp này để bấm đầu phát anh em nhé. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì đã triển khai xong cái thuê bao hơn 500 mét rồi anh em ạ. Từ lúc 3 giờ kém. Bây giờ đến 5 giờ kém rồi. Đây. Ngày 23 âm lịch. Triển khai một thuê bao khá là xa. 10 thuê bao nữa. Thôi, video xin kết thúc tại đây anh em nhé. Hẹn anh em video tiếp theo thôi. Tôi sẽ làm đến 28 tiết nên sẽ ra được còn vài video nữa anh.